Hello anh em đã quay trở lại với channel của Meopel. Thì video này vẫn là ác của bọn con cá nè. Mình sẽ vẫn xài ác của bạn con cá nè để cho anh em coi tiếp một nhân vật nữa, đó chính là nhân vật đội trưởng Tôm. Thì nhân vật đội trưởng Tôm này có gì đặc biệt thì mình sẽ đọc qua cho các em trước này. Thì đội trưởng Tôm này khi mà anh em ăn thức ăn ý thì sẽ được tăng thêm 30%, hiểu không? Tăng thêm 30% công dụng của cái thức ăn đấy. Đó, sẽ tăng thêm cái thức ăn hồi cho đội đói với cả máu này, thời gian hô hấp dưới nước, mỗi loại tăng 30%. Đó, thì ác này đã mở khóa được nhân vật đội trưởng Tôm level 2 thì mình sẽ test cho anh em coi nhá. Ok, trước khi vào video anh em đừng quên để lại một subscribe để ủng hộ cho mình có động lực làm thêm nhiều video mới hơn nữa nhá. Ok, let's go. Ok, thì mình đã quay trở lại rồi đây. Hiện tại quay cùng video với mình thì sẽ có Niran, Melrin với cả thanh niên bối lạc gia anh em ạ. Thì video này mình sẽ test cho anh em coi sức mạnh của nhân vật đội trưởng Tôm level 2. Đây, đội trưởng Tôm level 2 có khả năng là thức ăn hồi cho đội đói và điểm hồi sinh, điểm hồi máu, thời gian hô hấp dưới nước nữa là tăng 30%. Thì 30% này xem nó như nào anh em nhá. Để test thử cho anh em coi này. Trước tiên là mình sẽ tự tử đấy. Ok, mình sẽ nhảy chế mất máu nào. Hai lần này, mình sẽ nhảy thử mất máu xem mất bao nhiêu nhá. Hiện tại là mình đang có 50 máu, 35 máu, ok. Bây giờ mình sẽ ăn thử bánh mì này. Đó, anh em thấy không, lúc đấy là mình có 40 máu nhá. 40 máu sau khi mình ăn bánh mì, mình lên thẳng một phát tận gần 90 máu luôn. Đó, anh em thấy không, tức là bánh mì này bình thường nó chỉ hồi có 25 máu. Ơ, từ, bánh mì này hình như nó hồi 40 máu mà. Ơ, thế đấy mà nó mình xài nhân vật này nó cũng chả hơn được mấy nhở. Ơ, mình đang dùng đội trưởng Tôm đó. Nó ghi là thời thức ăn hồi đo độ đói tăng 30% á, tăng 30% trong 10. Từ, hình như mình có vẻ hiểu rồi. Có vẻ như mình hiểu chiếc ở đây rồi, thì từ test lại được. Mình sẽ test lại cho anh coi nào. Đợi tí. Hey. Ok. À, hiểu rồi. Tức là như này anh em ơi, cái bánh mì này nó không hồi máu đâu. Cái bánh mì này nó không hồi thẳng máu cho anh em mà nó sẽ tăng thời gian anh em ạ. Nó sẽ tăng cái thời gian của anh em lên 30%. Ví dụ nhá, về đây không, anh em nhìn kỹ nhá, cái bánh mì này nó chỉ có trong 12 giây thôi đó. Cái bánh mì này nó chỉ có trong 12 giây thôi, nhưng mà sau khi mình ăn bánh mì này, em để ý nhá, đấy, 16 giây không, thời gian hiệu lực nó là 16 giây nhá anh em nhá. Đó, ví dụ bây giờ nhá, ví dụ ăn gà này, thì ăn gà nhá, để xem bao nhiêu phút nào. Đó, ăn gà thì sẽ hơn 3 phút 30% thấy không, 3 phút. Nhưng mà đây nó có bình thường ý anh em ý, là ăn gà không, nó sẽ chỉ còn 2 phút thôi. Nó chỉ có 3 phút mà khi ăn xong ý, nó sẽ tụt xuống 2 phút ngay lập tức. Không, nó sẽ tụt xuống 2 phút ngay lập tức. Mà sau khi mình ăn đùng nhân vật này, sau khi mình xài nhân vật đội trưởng Tôm ý, mình ăn gà ấy. Đó, em thấy không, nó vẫn giữ nguyên 3 phút đó. Tức là cái đội trưởng Tôm này, nhân vật đội trưởng Tôm này nó sẽ tăng cho anh em cái thời gian. Đó, nó sẽ tăng cái thời gian của cái thức ăn của anh em lên. Đó, ví dụ là 30% của 3 phút là bao nhiêu ta? 1 phút là tăng thêm được 100 giây, rồi tăng thêm 30 giây. 30% tức là 3 phút tức là 180 giây đúng không? 3 phút tức là 180 giây, thêm 30% thì tức là thêm được 54 giây nữa anh em ạ. Đó, thêm được gần 1 phút nữa. Thêm được gần 1 phút, đúng rồi. 30% của 180 giây là khoảng gần 1 phút đấy. 54 giây hình như đúng rồi, 54 giây. Gần 1 phút anh em ạ. Khá là hay đấy. Thì cái này nó có khả năng, để xem nào, cái này là oxy này, ăn hồi oxy này, có hơn 1 phút oxy luôn, rất là lợi luôn. Ăn hamburger này 180 giây à, để coi 180 giây sẽ được bao lâu ra. Đấy, nói chung là cái này búp lên là nó sẽ tăng thời gian búp cho anh em lên. Đó, nhân vật này thì cũng khá là hay ấy. Ngoài ra ấy, ví dụ nhá, anh em chơi sinh tồn không? Anh em chơi sinh tồn không? Ví dụ là anh em muốn hồi máu, muốn thức ăn đồ đội đói này, đó. Tôi kể là những cái món thức ăn mà nó hồi được cả đội đói nữa, nó sẽ tăng thời gian thêm cho anh em. Ví dụ là 12 giây, nó sẽ lên thành 16 giây. Đó, tức là anh em sẽ được hồi đội đói nhanh hơn. Thì đây mình sẽ chơi thử sinh tồn cho em coi nhá, chuyển chế độ sinh tồn cho em coi. Đây, mình tìm được một cái map zombie đây, khá là thích hợp để dùng đến đội trưởng Tôm anh em ạ. Map zombie này khá thích hợp để xài đội trưởng Tôm đấy. Ok.
Bây giờ mình sẽ cho nó đánh. Đó, ok, mình sẽ cắn thử bánh mì này. Đấy, anh em thấy không? Nó ghi là 16 giây nhá. Thời gian hồi máu là 16 giây, trong khi cái bánh mì này nó chỉ có 12 giây thôi anh em ạ. Tức là mình được cộng 30%. Đó, 30% của 12 giây, tức là nó cộng thêm 4 giây cho mình anh em ạ. Nó cộng thêm 4 giây cho mình, thì mình đã có được thêm được là tổng cộng là 16 giây hồi máu. Khá là lợi thế đấy. Anh em chơi sinh tồn cũng khá là lợi anh em ạ. Bây giờ mình sẽ test thử anh em coi nhá. Nó sẽ có tác dụng gì trong cái map zombie này. Ok nào, anh em đâu, tập trung anh em ơi. Lên 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 lên. Rồi bé đâu rồi, thôi đừng ngăn gian. Đi nghiêm túc đi, nào. Đi, 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 đi. Nói câu gì đi GB. Hello. Hello, hello mọi người. Đi, ôi, chiến đấu đó. Ôi, cái gì đã kia ở chỗ này rồi này. Nhanh vậy. Ồ, chỗ này làm gì ạ? Này là. Này làm gì? Đây, đây, đây. Sao, 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 sao. Đây là cái map zombie đây anh em ạ. Mình sẽ test thử anh em nhân vật đội trưởng Tom cho map zombie nhá. Ok, quất nó anh em ạ. Lên 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 lên. Đánh một lần là 50 mấy máu rồi. Thế à? Sức khỏe vậy? Đâu thử đánh không? Mấy con này dưới được không đánh mình à? Đánh á, đánh được á, đó. Ui, đau đấy. Đánh 50 mấy máu luôn. Đó, anh em thấy không? Đội trưởng Tom cắn máu hồi lại rất nhanh luôn. Không phải gì mà xoắn. Quất nó anh em ơi. Quất chết đúng không bia đấy. Chờ. Lên. Câu vào nhau, câu vào nhau, câu vào nhau anh em ơi. Kiểu thế. Cái map này nó cho mình mỗi súng lục nhỉ. Nó không cho khẩu khác à? Cố vào nhau, lên 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 lên, ui đồng lắm, ui, thế này bắn đi sáng mai à, trời, thôi, để nấp cái, bắn đi, tỉa hết rồi đấy, trời, sao mày sẽ làm zombie vậy, trời, gió mày, trời ơi, may là máy mình khỏe đấy, chứ bình thường là lag sấp mặt rồi anh em ạ, gặp nhiều do mày chắc mặt siêu lag rồi anh em ạ. Anh em nào mà chơi PE là khuyến cáo là không nên chơi đoạn này nhá. Cực kỳ lag đấy. Mình khẳng định là PE sẽ rất lag luôn. Rồi. Dạ, đau quá. Ui đồng thế, mê tập đoàn zombie lên kìa anh em ơi. Trốn. Nhìn kìa Rin với cả cá với cả bốn lần da bị zombie bâu vào kìa. Rồi. Đây cũng có nè. Chạy được nào. Bằng giáp vào. Trời ơi. Trời ơi. Rớt ra gì vậy? Kinh nghiệm với bánh mì đấy, ra bánh mì. Hiện tại mình vẫn chưa mất máu để mình test thử đây. Chém đi, đấy. Này, đứng cho mày chém luôn. Em thấy không? Mình đứng yên cho bọn nó chém luôn á. Đấy, máu hồi còn lâu hơn, còn khỏe hơn chúng đánh mình luôn. Này, đây, đứng giữa zombie luôn. Đố chết được. Này. Trời ơi, cắn bánh mì máu hồi liên tục luôn. Đó, lên xe, lên xe đi. Đứng đi. Ủa, xe đi à? Rồi, xe từ từ đi, từ. Anh đang chấp vào đó, bảo anh luôn, hiểu không? Anh chấp chuột anh luôn. Rồi, dám ba con zombie này. Xài đội trưởng Tom mà có bánh mì nó bá đạo luôn. Lên xe thác khỏi chỗ này. Này họ đông quá. May là map này không có gì nữa. Không có, này không có gà đấy. Chim đi ăn gà và có bá nữa cơ anh em ạ. Gà. Trời ơi. Dám ba cái con này. Ui gì. Ui gì. Qua đây. Đó, anh em đâu, xuống đó. Này. Trời. Đó, thế thì giấu cái đường hầm dưới này. Để đây ai biết. Ui, có do mới cẩn thận. Có do mới. Kiếm mày yếu mà, kiếm đây có 25 đam thôi, xài súng đi. Chém hai cái chết rồi. Lại điêu hai cái chết. Chém hai cái chết thiệt. 1, 2, 3, 3 cái mới chết. 3 cái mới chết. Cầm súng cái chết luôn mà. Cầm súng ngắm ý, một viên chết. Ô, không chết này. Ô. Bắn từ đầu. Ây da, ây da. Hây. Hây. Đó, mất máu không phải sợ được không?
tài đội trưởng Tôm không sợ mất máu. Máu là nhiều. Phải đa cái kiếm, chụp phải chém được. Ồ, mà nói chung thì nhân vật này mình thấy cũng không đáng đầu tư cho lắm anh em ạ. Nó chỉ có tác dụng là... Ơ, hết rồi à? Ăn sao rồi này? Ê, sao nhanh vậy? Tiếng Thái. À, biết được bọn người Thái Lan à? Ồ, có gương nè, ở đây có gương. Ơ, biết được gương gì không? Có đồ gì không? Cháo đồ gì cả. Không có đồ. Rồi. Vậy là biết được của bạn Thái Lan. Biết được của bạn Thái Lan. Nói chung thì... Sao không thắng ơ, sao không thắng luôn à? Trời. Thì game map này chắc là... Ở đây có cái... Ơ, cái này qua đây làm gì vậy? Game map này chắc là chưa update thêm. Chắc là đây này. Wait for the update này chưa, nói chung là đợi update mới. Thế không? Cảm ơn đã chơi map rồi này, kết thúc rồi. Ok. Thì sau khi mình test nhân vật đội trưởng Tôm này thì tác dụng duy nhất của nhân vật đội trưởng Tôm này là kéo dài thời gian đồ ăn anh em ạ. Nó chỉ có khả năng kéo dài thời gian của đồ ăn thôi. Ngoài ra thì nó không còn một tác dụng nào khác cả đây. Nó sẽ kéo dài thời gian đồ ăn thêm 30% nữa anh em ạ. Thì ví dụ như cái bánh mì đấy. Cái bánh mì 12 giây không? Đó, bánh mì 12 giây thì anh em mất chỉ thêm được tầm 4 giây nữa. Đây, bánh mì này nó ghi là 12 giây hồi 60 máu đấy. Thì mình cắn vào không? Đó, nó ghi được thêm 4 giây nữa là 16 giây. Vậy là thì nhân vật này thực ra cũng đã lợi lắm. Không đáng đầu tư anh em ạ. Mà mình thấy cái mũ này khá là khó kiếm đấy. Cái mũ của nhân vật này khá là khó kiếm đó, chứ không phải dễ kiếm đâu. Ok, thì video kết thúc ở đây thôi. Nếu bạn nào thấy hay đừng quên để lại một like, một share, một comment và đừng quên subscribe cho mình nhé. Ok, bye bye.